Xin chào các em, ở chương 6, chúng ta đã tìm hiểu thêm một tính chất nữa của ánh sáng, đó là tính chất hạt, và kết luận rằng ánh sáng có lượng tính sóng hạt. Để tiếp nối chương trình môn học, thì hôm nay xin giới thiệu đến các em chương 7, hạt nhân nguyên tử, bài 35, tính chất và cấu tạo hạt nhân. Trong quá trình tìm hiểu về cấu tạo các chất, người ta ngày càng đi sâu vào phạm vi kích thước ngày càng nhỏ hơn kích thước của phân tử, nguyên tử. Nổi bật trong số đó là một số công trình nghiên cứu của các nhà bác học như Thomson, Perrin, Rutherford, Sutcliffe. Năm 1897, Thomson đã tìm ra electron và đo được tỷ số E trên M. Vào năm 1908, thì Perrin đã xác định được giá trị của số Avogadro và chứng minh sự tồn tại của nguyên tử. Vào các năm 1909 đến năm 1911, thì Rutherford đã tìm ra sự tồn tại của hạt nhân trong nguyên tử. Ông đã đề xuất cấu tạo nguyên tử gồm hạt nhân và các electron. Các nhà vật lý học chưa dừng lại ở đó, mà tiếp tục đi sâu vào cấu tạo bên trong của hạt nhân nguyên tử, và vấn đề này đã được giải quyết cơ bản vào năm 1932 khi Sutcliffe tìm ra hạt nơ trong. Chúng ta đã biết nhà máy điện hạt nhân với nguồn năng lượng, đặc biệt là điện năng, đã tạo ra rất lớn hai vũ khí hạt nhân với sức hủy diệt khủng khiếp, mà minh chứng đó là hai quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống hai thành phố của Nhật Bản, đó là Hiroshima và Nagasaki, mà hậu quả là hai thành phố gần như bị san phẳng. Như vậy, nhà máy điện hạt nhân và vũ khí hạt nhân hoạt động dựa trên nguyên tắc nào và vì sao có thể tạo ra được năng lượng lớn như thế? Chúng ta sẽ tìm hiểu những điều đó qua chương 7, hạt nhân nguyên tử. Chúng ta sẽ tìm hiểu bài đầu tiên của chương, bài 35, tính chất và cấu tạo hạt nhân. Cụ thể, ta sẽ tìm hiểu thông qua hai nội dung chính sau: cấu tạo hạt nhân, khối lượng hạt nhân. Ta sẽ bắt đầu với nội dung đầu tiên, cấu tạo hạt nhân. Vậy, hạt nhân có cấu tạo như thế nào? Như các em đã biết, một nguyên tử có cấu tạo hạt nhân mang tích dương và các electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân. Nếu nguyên tử này có z electron thì hạt nhân sẽ mang điện tích dương bằng cộng z e. Với e là điện tích nguyên tố, nếu là electron thì sẽ có giá trị là trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb. Còn đối với hạt nhân sẽ là 1,6 nhân 10 mũ 19 coulomb. Chúng ta chú ý z là số thứ tự của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Còn về kích thước thì hạt nhân có kích thước như thế nào? Các em có thể so sánh như thế này. Nếu kích thước của nguyên tử to bằng một sân vận động thì kích thước của hạt nhân chỉ bằng một quả nho. Tức là kích thước của hạt nhân rất nhỏ so với kích thước của nguyên tử. Khi tiến hành nhiều thí nghiệm thì các nhà bác học đã tìm ra kích thước của hạt nhân rất nhỏ, vào khoảng 10 mũ trừ 15 đến 10 mũ trừ 14 mét và nhỏ hơn kích thước của nguyên tử 10 mũ 4 đến 10 mũ 5 lần. Về cấu tạo hạt nhân, khi khảo sát, các nhà khoa học đã tìm ra được bên trong hạt nhân có hai loại hạt cấu tạo nên nó. Đó là proton và neutron, gọi chung là nucleon. Proton ký hiệu là chữ B, mang một điện tích nguyên tố dương là cộng E. Khối lượng của proton là bằng 1,67262 nhân 10 mũ trừ nhân 10 mũ trừ 27 kg. Nơi trong ký hiệu là N, không mang điện, khối lượng MN bằng 1,67493 nhân 10 mũ trừ 27 kg.
Số proton trong hạt nhân ký hiệu là Z, với Z được gọi là nguyên tử số. Tổng số nucleon trong hạt nhân ký hiệu là A, với A còn có tên gọi là số khối. Số neutron trong hạt nhân là A trừ Z. Đằng sau, hydro, carbon, oxy, kẽm và urani. Thầy sẽ làm ví dụ trước hai hạt nhân, đó là hydro và carbon. Còn hạt nhân oxy, kẽm và urani thì các em bấm tạm dừng video và các em làm ra giấy, sau đó bấm tiếp tục video để chúng ta kiểm tra đáp án. Đối với hạt nhân hydro thì số proton là 1, số nucleon là 1. Chúng ta lấy số nucleon trừ đi số proton thì chúng ta ra được số nơi trong là 0. Đối với hạt nhân carbon, số proton là 6, số nucleon là 12. Vậy thì số nơi trong sẽ là 6. Và các em cũng làm tương tự cho các hạt nhân oxy, kẽm và urani thì chúng ta sẽ thu được kết quả như sau. Tiếp tục, chúng ta sẽ tìm hiểu lại một khái niệm mà các em đã được tìm hiểu ở bên môn hóa học, đó là khái niệm đồng vị. Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số Z khác nhau về số A, tức là cùng số proton nhưng khác nhau về số khối nucleon hoặc là số neutron. Các đồng vị khác nhau có tính chất hóa học giống nhau nhưng tính chất vật lý khác nhau. Ví dụ, hydro có 3 đồng vị H11 được gọi là hydro H11 được gọi là hydro thường, trong tự nhiên chiếm 99,99%. H12 được gọi là hydro nặng và H13 được gọi là hydro siêu nặng, hydro này không bền. Carbon thì nó có nhiều đồng vị nhưng trong đó có 2 đồng vị bền, đó là C6-12 và C6-13. Ở trên ta đã tìm hiểu về cấu tạo của hạt nhân, còn khối lượng của hạt nhân như thế nào? Ta sẽ tìm hiểu một hai la mã khối lượng hạt nhân. Về đơn vị khối lượng thì giống như các hạt thông thường, ta vẫn tính nó theo gram hoặc là theo kg. Nhưng vì hạt nhân có kích thước và khối lượng rất nhỏ nên ta còn sử dụng thêm một đơn vị khác để tính khối lượng của hạt nhân để cho đơn giản. Đó là khối lượng nguyên tử, ký hiệu là U. Bên hóa người ta gọi là DVC, tức là đơn vị carbon. Đơn vị U có giá trị bằng 1 U bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử carbon. 1 U nếu mà chúng ta đổi sang kg thì nó sẽ là 1,66055 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Trong đó Na chính là số Avogadro bằng 6,022 nhân 10 mũ 23 mol mũ trừ 1. Ví dụ, khối lượng tính cả U của electron đó là 5,486 nhân 10 mũ trừ 4. Còn khối lượng của proton đó là 1,00728, của neutron là 1,00866 và của heli đó là 4,00150. Nhìn vào bảng này thì ta thấy là khối lượng của electron rất nhỏ so với proton và neutron. Do đó, khối lượng của hạt nhân nó sẽ xấp xỉ bằng khối lượng của nguyên tử. Do đó ta có kết luận sau: khối lượng của nguyên tử tập trung gần như toàn bộ ở hạt nhân. Khối lượng của một mol hạt nhân là A gram. Khối lượng của một hạt nhân là A, đơn vị là U. Và số phân tử có trong m gram chất, chúng ta có công thức để tính, đó là N lớn bằng N nhỏ nhân cho số Avogadro. Trong đó N nhỏ là số mol sẽ bằng M chia cho M lớn.
M lớn này chính là A. M lớn này chính là A, tức là số khối. Ta sẽ tìm hiểu về mối quan hệ giữa khối lượng và năng lượng. Bình thường thì ta cho rằng một vật có khối lượng M mà nằm yên thì năng lượng của nó là bằng không, vì nó không có khả năng thực hiện công. Nhưng mà theo Einstein thì khác. Thì ông cho rằng đó là năng lượng E và khối lượng M tương ứng của một vật luôn tồn tại đồng thời và tỷ lệ với nhau. Hệ số tỷ lệ là C bình phương. Từ đó Einstein đã xây dựng hệ thức E bằng M nhân cho C bình. Nếu M bằng 1 U thì E sẽ bằng là 1 U C bình, tương đương 931,5 mega electron volt. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được 1 U bằng 931,5 mega electron volt trên C bình. Vậy thì đơn vị mega electron volt chia cho C bình được coi là một đơn vị khối lượng hạt nhân. Các em cần lưu ý quan trọng sau. Thông thường thì khối lượng của một vật là không đổi, nhưng với Einstein thì khi một vật chuyển động thì nó sẽ thay đổi. Ví dụ cùng một quả bóng, nhưng khi chúng ta cầm trên tay và khi mà quả bóng bay từ xa đến khi mà chúng ta chụp thì chúng ta cảm thấy rằng là khi mà chúng ta chụp quả bóng thì nó sẽ nặng hơn so với quả bóng nằm yên ở trên tay. Có nghĩa là khi chuyển động thì khối lượng của nó sẽ tăng lên. Vậy thì một vật có khối lượng M0 khi ở trạng thái nghỉ thì khi chuyển động với vận tốc V thì khối lượng của nó sẽ tăng lên thành M. Với M sẽ bằng M0 chia cho căn của 1 trừ V bình chia cho C bình. Từ đó chúng ta sẽ có một cái năng lượng toàn phần, đó là E bằng M nhân C bình. Và chúng ta khai triển ra thì chúng ta sẽ được M0 nhân C bình chia cho căn 1 trừ V bình chia C bình. Trong đó M0 đó là khối lượng nghỉ, tức là khối lượng của vật lúc đứng yên. Còn M là khối lượng động, tức là khối lượng lúc vật đang chuyển động. Với E0 bằng M0 nhân C bình được gọi là năng lượng nghỉ. Và từ đó chúng ta sẽ tính được năng lượng khi vật có được do chuyển động, đó là động năng của vật, sẽ bằng E trừ cho E0 bằng M trừ M0 tất cả nhân C bình. Qua bài này, những kiến thức mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, về phần cấu tạo hạt nhân thì các em cần nhớ giùm thầy, đó là điện tích và kích thước của hạt nhân. Điện tích thì hạt nhân mang điện tích dương. Về kích thước của hạt nhân thì rất nhỏ so với kích thước của nguyên tử. Về cấu tạo của hạt nhân thì gồm có hai loại hạt, đó là proton và neutron, gọi chung là nucleon. Về ký hiệu của hạt nhân thì người ta ký hiệu là X, A, Z, trong đó A là nucleon, Z là proton, còn A trừ Z chính là số neutron. Nhớ giùm thầy đồng vị. Đồng vị là những hạt nhân có cùng số proton nhưng khác nhau về số nucleon hoặc khác nhau về số neutron. Đơn vị của khối lượng hạt nhân thì ngoài đơn vị gram, kg thì người ta còn sử dụng đơn vị là U. Trong đó 1 U sẽ bằng 1,66055 nhân 10 mũ trừ 27 kg, tương đương 931,5 nhân tương đương 931,5 mega electron volt chia cho C bình. Về cái mối quan hệ giữa khối lượng và năng lượng thì chúng ta nhớ giùm thầy công thức E bằng M nhân cho C bình. Trong đó M bằng M0 chia cho căn 1 trừ cho V bình chia C bình. Trong đó M0 là khối lượng lúc vật đang đứng yên, M là khối lượng lúc vật đang chuyển động với vận tốc V, và C là vận tốc của ánh sáng, còn E là năng lượng. Chúng ta cũng có thể xem bản tóm tắt.
cấu tạo hạt nhân, ký hiệu, đồng vị, hệ thức Einstein, khối lượng. Thầy có một số câu hỏi để củng cố nội dung của bài. Câu 1. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ electron và neutron. B. Proton và electron. C. Electron, neutron và proton. D. Proton và neutron. Thì dựa vào cấu tạo của hạt nhân thì các em sẽ chọn đáp án là câu D, proton và neutron. Câu số 2. Hạt nhân urani 92-238 có cấu tạo gồm A. 235 proton và 92 neutron. B. 92 proton và 235 neutron. C. 92 proton và 146 neutron. D. 143 proton và 92 neutron. Để làm được câu số 2 này, các em cần xác định cho thầy, thứ nhất là số proton là 92 và số khối là 238. Vậy thì đáp án chúng ta đang nghi ngờ có thể đúng, đó chính là đáp án B và đáp án C. Còn đáp án A và D thì nó sai rồi. Bây giờ muốn xác định số proton, xin lỗi, muốn xác định số neutron thì chúng ta chỉ cần lấy A trừ cho số proton. Vậy thì chúng ta lấy 238 chúng ta trừ cho 92 thì chúng ta sẽ thu được đáp án là câu C, 92 proton và 146 neutron. Câu số 3, hạt nhân nguyên tử chì có 82 proton và 125 neutron. Hạt nhân này có ký hiệu. Vậy thì chúng ta nhớ lại ký hiệu của hạt nhân thì gồm ký hiệu là X, A ở trên và Z ở dưới. Vậy thì hiện tại chúng ta biết được Z là 82. Vậy thì đáp án chúng ta loại đó là B và C chúng ta loại. Còn A và D chúng ta đang nghi ngờ. Muốn tìm được A thì chúng ta lấy số proton cộng cho số neutron và chúng ta thu được A là 207 và chúng ta chọn đáp án là câu D. Câu 4, đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân chứa. Vậy thì chúng ta nhớ lại định nghĩa đồng vị. Đồng vị là những hạt nhân có cùng số proton khác nhau về số nucleon hoặc số neutron. Vậy thì chúng ta sẽ chọn được đáp án là câu D. Về nhà, các em làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sách giáo khoa và trên Viettel Study.